Câu hỏi của Vinh Trần: khi Phật còn tại thế có nói đến vũ trụ quan, xin hỏi vũ trụ quan đó là gì? Theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết thế giới quan qua 4 câu thôi. Do cái này có nên cái kia có, do cái này sinh nên cái khác sinh, do cái này không có nên cái khác không có, do cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Thì đó là cái tính tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc trong mọi sự hiện tượng theo chiều thuận. Và tương tự đó, cái lý thuyết tương tác này đó được diễn tả bởi Đức Phật theo chiều nghịch: do cái này có nên cái kia không có, do cái này phát sinh nên cái kia không phát sinh. Tức là được cái này thì nó mất cái khác, cái tính tương tác theo dạng nghịch chiều. Và bằng học thuyết này đó, Đức Phật đã phủ định 3 học thuyết quan trọng về vũ trụ luận của triết học nói chung và triết học Ấn Độ nói riêng. Thứ nhất là thần ý luận, tức là cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên sinh ra con người và vạn vật, cho đó không thể chấp nhận được, vì vũ trụ này đó không có nguyên nhân đầu tiên, nó là một cái quá trình tương tác giữa các nhân. Thứ hai là chủ nghĩa duy vật luận. Thì tại Ấn Độ cổ sơ thời Đức Phật đó, các nhà duy vật cho rằng đó, vũ trụ này được hình thành hoặc là từ đất, từ nước, từ gió, từ lửa, hoặc là bao gồm cả 4 tố này. Thì cái này cũng trở thành vô lý, nó chỉ hình thành ra thế giới vật chất thôi, làm sao lý giải được cái sự có mặt của con người và các loài động vật, trong đó có yếu tố tình thức. Thứ ba là duy tâm luận, thì cho rằng đó, tâm có trước, dạng vật có sau. Thì đây là cái cực đoan đó là phải chủ nghĩa duy vật. Như vậy thuyết duyên khởi của Đức Phật phủ định cả 3 quan điểm nói trên, và đây là cái đóng góp rất lớn của Đức Phật về phương diện triết học liên hệ đến thế giới quan. Ở một phương diện khác, trong rất nhiều kinh, bao gồm kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi và các kinh đại thừa như là kinh Hoa Nghiêm, thì Đức Phật có trình bày ngoài cái quả địa cầu mà chúng ta đang sống, trong vũ trụ này đó còn có nhiều quả địa cầu khác. Trong số các quả địa cầu khác cũng có các quả địa cầu có sự sống của con người. Và đây là cái tuyên bố long trời lở đất chưa từng có ở trong lịch sử. Thì Đức Phật là người đi trước khoa học hiện đại đó. Như vậy cái tầm nhìn trí tuệ của Đức Phật rất siêu tuyệt, cho nên mới thấy rõ là con người không phải là số duy nhất ở trên quả địa cầu chúng ta. Và vũ trụ này là vô biên. Sau khi chết đó, thì con người và các loài động vật không mất hẳn. Thi thể thì trở về với các bụi, đất nước, lửa gió. Còn tâm thức là tiếp tục tái sinh. Thế đây là các cái vấn đề nó thuộc về vũ trụ luận. Thế giới này là vô cực, là vô biên. Các loại chúng sinh đó là vô số. Nghiệp chung, nghiệp riêng, nó quyết định ra cái cảnh giới sự sống của các loài chúng sinh, chứ không có thần linh hay là thượng đế nào. Cái điều quan trọng đó, đó là chúng ta phải nhận thức rõ khái niệm thượng đế và các thần linh theo đạo Phật chỉ là một sự ngộ nhận do thiếu hiểu biết về khoa học, thiếu hiểu biết về quy luật, thiếu hiểu biết về nhân quả, hay nói khác là do thiếu trí tuệ thôi. Và đây là cái sự khác nhau rất căn bản giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta cà khịa các tôn giáo khác nha quý vị, hay là phê bình chỉ trích. Về phương diện tôn giáo học, chúng ta phải trình bày quan điểm thế giới quan của đạo Phật vốn khác dần vượt lên trên thế giới quan của các tôn giáo khác. Vì trong văn bản nó mô tả như thế, chúng ta là những người tu học Phật phải lập lại như thế, phải trung thành với cái văn bản đó. Và do đó chúng ta thấy mình may mắn được làm đệ tử Đức Phật, hiểu sâu sắc về bản chất của thế giới và cuộc đời này.